Hôm nay là ngày 12 tháng 8, là ngày kỷ niệm của sư phụ của thầy. Thầy bằng sĩ vô danh, còn đây là sư phụ của thầy, có nghĩa là Phật Thầy Tây An. Mà ngày nay là ngày kỷ niệm nghèo của người đệ tử. Đệ tử nhiều đời nhiều kiếp, có nghĩa là ngày làm vua, bằng sĩ vô danh là ngự quan hầu ngài, tái kiếp lại. Bây giờ phải làm công việc cho ngài nữa, chứ không có gì vậy. Bây giờ ngài say, phải đi, phải gần gũi tất cả quý vị, anh em của mình để trao đổi. Vì biết cái thời kỳ mạt hạ này, xin kính thưa tất cả bà con, anh em của mình, nó có nhiều sự khủng hoảng, khủng kiếp, khủng bố, làm cho con người mình phải điên đảo hết. Không phải bần sĩ không thương quý vị đâu, thương nhiều lắm. Không quản ngại tới bệnh đau hay là cơ hàn áo dài. Mà bây giờ đó, chỉ muốn sống một mình để tri lùng ở bên trong của người bần sĩ. Mà họ đã bước đường của Đức Phật Ngài giáo đạo năm phương, có nghĩa là đi khắp mọi nơi. Thì bây giờ cái gì cũng phải đụng chạm bụi cát nè, dơ bẩn nè, thấy không, sình lầy nè. Làm sao không có được, mây tiết nó phủ trùm hết cả con người. Thế là hôm nay thì thầy bần sĩ chứ không phải là thầy. Mà thầy tức nghĩa là Đức Thầy, Đức Quỳnh Giáo Chủ của chúng ta. Cũng là thầy của bần sĩ, sư phụ luôn đó. Còn sư phụ chính là sư phụ Tây An, Bửu Sơn Kiệt Hương. Đầu con đội, vai con mang, không bao giờ con lìa cái tâm linh của con một phút mà không có diện kiến với ngài. Xin cầu mong Đức Phật Thầy Tây An hộ cho dân chúng, hộ cho đồng đạo, hộ cho anh em. Tất cả đừng gỡ hết tất cả những cái lớp phàm này, cho nhẹ nhàng, cạo gọt cho sạch sẽ, để anh em trở về nơi quê xưa cảnh cũ của mình. Bao nhiêu đó đủ rồi. Ngày kỷ niệm không tung hô dạng tế, không tràn hoa, không kèn đờn, không gì hết. Lấy cái tâm này để dâng cúng ngài. Vì hôm nay chúng con đã soạn được cái tâm linh của mình là một nền tảng, là một bàn thờ, là một ngôi chùa, là một lăng đền để thờ tất cả các bậc các cấp. Không đâu xa. Hôm nay là ngày kỷ niệm, mong hết trong phái Bửu Sơn Kỳ Hương giúp dùm cho tất cả quân dân anh em trong phái Bửu Sơn. Ngoài ra đạo nào cũng là đạo Phật hết á, giúp cho chúng, giúp cho họ, giúp cho anh em ấy, chị em ấy giảm bớt cơn như núi quả diệm sơn mà cháy đó, như nó cháy tùm lum tà la. Còn sức nóng là sức mạnh của tất cả đồng đạo anh em, có lỡ nóng lên mà rầy nát hay là mà can thiệp, đó là giúp đỡ cho cái người trật họ đứng trước mặt, chứ không phải người đó ác đâu. Họ dùng cái lửa để họ đốt đi tất cả những cái sự việc gì, để họ dẹp đường, để đưa chúng trở lại quê hương. Như thế thì mong anh em xa gần cũng vậy, ráng cố gắng. Nếu muốn giúp bần sĩ, cho bần sĩ được có một bon, một gem của sư phụ Tây An chứng minh, thì ráng tu. Nếu mình thấy trật, mình sửa liền, là cho bần sĩ một món quà đặc biệt. Còn đem lên mà đưa chỗ này chỗ kia, hay là phe phía lên danh này cái nọ đó, đừng. Người tu không có gì hết. Phật dẹp hết, Phật đi tu mà. Mình không có được một chút gì của Đức Phật hết. Như thế thì mình thấy hổ thẹn không? Bần sĩ rất sám hối nhiều, hổ thẹn rất nhiều.
tuổi lòng rất không biết mấy nói gì giờ đây, lỡ rồi. Đi già rồi, lớn tuổi rồi, cái thân này nó mòn mỏi rồi, thì làm sao chụp lại, làm sao nhận lại cho kịp đây. Tại sao hồi là trẻ. Nhưng mà khi đó thì sư phụ của thầy bần sĩ này cũng có điều, thầy đi khắp mọi nơi chắc cũng có cho được một ít nào phước đức. Cho nên bây giờ mà còn sống để ngồi đón tiếp ngọn gió bất hay là gió nam hay gió đùa qua biên ải, hay gió ngược chiều trở lại rừng chiều buồn thảm, hay là trở lại đầu thiên năm non bảy núi đó vậy. Thì bần sĩ là một thầy bần sĩ gì người ta kêu, chứ còn kính sư phụ bần sĩ đâu có dám, thấy không? Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng là sư phụ của thầy. Và thầy An hôm nay cầu xin tất cả trong lĩnh vực này ngài đã nắm chặt sẽ xóa bớt tội lỗi cho tất cả chúng con đệ tử và người học sinh mới và nghèo, phải đi bán giấy số, phải bán bánh tiêu, bánh cam, bánh còng để nuôi đèn sách hay là cha mẹ khổ lắm. Cho nên hôm nay đó, ngày kỷ niệm của ngài chỉ là than thở. Ngày 12 tháng 8 chúng con phải tu nghiệp lại hết. Vì cái nghiệp chúng con không biết ở đâu, nó ở Nam Bắc Tây Đông gì đó, nhưng mà nó sẽ đến trong một nhất thôi, chúng con sẽ lãnh lấy. Rồi bây giờ đón ngăn ngừa nó bằng gì? Bằng tu. Cứng như đá, sáng con lưng trọng, trí tuệ rất minh minh, lòng ngay dạ thẳng, có nói có, không nói không, nói chết là chết, ăn thiệt nói thiệt, làm thiệt chết thiệt, chúng con không sợn dây. Vì vật chất này nó dồn vô một cái túi này, một cái bao bịch này, xin cái thứ quý vị, rồi mình cũng chết. Nhiều quá nó đè mình, rồi nó nổi cồn, nổi bãi lên chứ không có gì hết à. Cho nên Phật mới chọn con đường giải thoát, dùng bữa cơm trưa hoặc là ăn ít, cách thức như thế nào để sợ phàm nó lẫn lộn đó. Thì da thịt của con người mà sắp mà là dơ dơ niết bàn thì không lên được, tại vì dơ bẩn đó. Thì nói vậy chứ 2550 mấy năm thì quá xa xưa với cái một cái thế giới. Ngay bây giờ chúng con xin sư phụ đại ân xá, nếu lời này chúng con có truy nguyên ra, có trật trúng gì thì xin ngài xóa bớt lòng sinh sống hối, và chúng con tu tập theo lực mới, trời mới, chánh sách của Phật mới. Còn tất cả các ngài ở đâu rồi? Vậy sư phụ cho con biết đi, về hưu rồi, tất cả các vị Phật về hưu hết rồi. Thì Phật mới nó đã tới đây rồi nè. Nếu tất cả các nước năm châu bốn bể này mà ta tu tốt, ta về rừng về đồi, ta ở hang đá, ta tiết kiệm, ta nghỉ ăn, ta xóa tất cả những nghiệp quả và tu, thì ta sẽ đắc quả Phật. Phật mới sẽ có ra đây. Và phải tu theo thế hệ mới, còn chạy nhớ lại cái thế hệ cũ đó thì không được. Sổ sách của Đức Phật và lời lành Đức Phật vẫn còn noi dấu mãi mãi, đời đời kiếp kiếp nào, nhưng mà sự tô điểm nó khác. Như cũng cất nhà lầu, nhưng mà người ta đem thợ mới lại, ta cất cái kiểu mới, thợ cũ ta dẹp. Cái xe cũng vậy, mình bây giờ tu cũng vậy, đi đứng nằm ngồi yên nhiên thanh tịnh, kiểm tâm, kiểm tánh mình, ý kiến của mình và lời nói của mình cho trong lành trong may, ai cũng mến yêu hết. Và trong cái ý nghĩ của mình đừng lập luận, đừng lập lè, và đừng có âm mưu, đừng mâu thuẫn, thì nó sẽ, đó là sự thật của thiên nhiên. Như thế thì con xin sư phụ Tây An, hôm nay là ngày 12 tháng 8 nhưng mà chưa đến lấy đêm 11, chúng con sẽ xin thầy, xin thầy hộ cho tất cả đoàn trẻ thơ này được trưởng thành đạo quả bao nhiêu đó. Vì chúng đã gieo trồng cực khổ quá rồi thầy, đắp bồi, đi khiêng bưng tất cả những gì mà nói vậy, thì phải cho họ có một cái niềm hy vọng
để tuyệt vọng. Còn ai mơ mộng đó thì tùy. Đó như vậy, để họ bước lên nấc thang của trời đất, để họ trở lại quê hương. Còn con không sao đâu, vì con là đệ tử nhiều đời của Ngài. Ngài chỉ cho con thấy mà. Con là một vị quan. Thật sự mà nói, bữa nay là ngày kỷ niệm con khai hết. Con chứng nhất, ngang nhất, không tin ai hết, không biết gì. Nhưng Ngài đã cho con biết con là một vị quan hầu vua. Vua là Ngài đó. Nhiều đời, ngày nay tái trở lại đây, con còn theo phò Ngài bằng một cách vô hình vô tướng. Có nghĩa là con không có thầy ở dạy con trong cái da thịt này, thể xác mới này, mà để dạy bằng linh hồn. Thì con xin cúi đầu nhận, nhận lãnh những sự gì của Đức Ngài để ban phước, để giúp thầy mẹ cho con được hôm nay. Và con mong làm sao tất cả anh em mình vui vẻ, dù cuộc sống rất là nghèo, không có gì hết. Cái nghèo đó là người tu phải nhận, phải có. Nghèo mà không có hiểm, hiểm nghèo mới sợ, chứ còn nghèo nàn không sợ. Nói như vậy thì thầy hộ cho chúng con được có một bước tiến và thấy được mình. Mình tu tâm dưỡng tánh, thấy được mình. Ngày nay mình tốt rồi, ngày nay mình làm việc rất là thiện. Đó, mình không nghe đùa ai hết, không nghe lời ai hết, không hề hợp ai hết. Để mình đi con đường chánh đạo là một. Thứ hai, phải trung can. Dù nữ nam cũng vậy, cũng phải trung liệt, cũng phải mảnh mai, cũng phải tốt đẹp để đối phó với mặt trăng mới, mặt trời mới, trái đất mới. Nó sẽ sắp có ra đây. Vì tại sao con dám nói? Vì con đệ tử của Ngài mà. Con là đệ tử nhiều đời của Đức Phật Thầy Tây An Bổ Sơn Kỳ Hương mà. Từ khi ông quan này mà ông hầu, ông vua này nè, cho tới tái kiếp trở lại đây bây giờ, là một người bần khổ nhất ở trên đời. Sớm đầu tắt mặt tối, chiều không được công phu, lo tìm cách sanh nhai để nuôi cái thể xác này, để đi bốn mùa rau vàng. Chỉ tại ai? Tại con. Nhưng mà cũng do nơi Đức Ngài, con phải dạ vâng. Ngày nay sắp quý hồng trần, thầy ơi cứu trẻ cần phân mọi điều, cứu vớt đạo chứ không nó tiêu ra tro bụi. Tây An ơi, con cầm cụi nghe lời, chèo con thuyền đi bến khó chơi vơi. Lòng ái mộ không rời một phút, vì nghe lời Ngài. Đây là cốt nhục mà. Người ta sống như mình mà kết thúc cũng như nhau. Nhìn coi máu đốt lễ trào, thì đâu có khác đồng bào Việt Nam. Sư phụ ơi, hộ con trẻ đi nguyện làm chánh đạo. Nhưng con phải diệt con người nào sốc xảo đa mưu, gây thêm nỗi oán mai thù. Xin Ngài diệt bỏ để công phu uống đời, hộ cho chúng đừng rời câu niệm Phật. Sư phụ ơi, hộ cho người tỉnh giấc say nồng. Bụi này đây khổ sở ngóng trông, mà tu khổ lắm khó qua dòng giải thoát. Xin thầy thương đổ trò bụi chót đổ hết tất cả đạo đồng, năng sống sót ngồi thu. Mặc dù không có công phu, nay nghèo may khổ, nhưng họ tu tâm lòng. Thầy hồ trẻ nấu sòng áo dài, không biết muôn thiên người đắc bạc đại vô nhân. Con nóng lên con cầm một cái cân, muốn tiêu diệt lần lần đừng nói nữa. Nhưng đâu dám cậy sư phụ, vì mình còn sống trong khói lửa. Con dâng lời thầy để mửa tựa gì. Nam mô Đức Phật Mô Ni, hộ cho con dạy từ ly từ giờ.
Kêu sư phụ ơi, ngày 12 tháng 8, nước mắt con chảy trong mơ, thân con nghèo khó hiện giờ làm sao? Tâm thân nữ với ba đầu, thân này già cả làm sao khó lường. Biến sắc tướng, ở trần đường không ai tin hết, biến thể thân gần chết rồi thầy. Tay run run mắt ngó thấy không hay, còn cái miệng thì kêu thầy sư phụ. Con biết đây sắp tới ma la quỷ khu, ai cứu được người hiền không chăm chú làm sao? Chỉ là kêu đấng trời cao, nào kêu sư phụ để cứu mau con khờ. Thầy giải đạo, thầy nắm thi thơ chứ ai đó, sổ sách kia thầy tâu lại thượng hoàng. Đời còn sai chưa được bình an, xin thầy đó họ nhẹ nhàng tiến bước. Phải trung trực, phải dai mang đức phước, dù cho nghèo nàn cũng được vinh quy. Con thề lòng vẫn con ghi, lúc nào cũng giữ khối từ bi trong lòng. Ngày hộ con đi, mạnh giỏi đi con trở lại rừng tòng, sớm chiều nhìn cảnh Phật rồi trong môi mà. Sư phụ ơi, vì ai mà phải bỏ cửa bỏ nhà, bỏ non bỏ núi rồi bỏ sơn hà quy nguyên? Vì ai con phải khùng điên, vì ai mà con khổ liên miên bệnh trần? Vì chúng sanh ba tánh họ quá phụ ân, nghe thầy giảng dạy mà họ còn sân còn buồn. Kêu thầy ơi, tại rừng khuya gió thổi có luồng, con ngồi thơ phú con buồn biết bao. Nói ra mắt lệ tuôn trào, mình dưng định Phật làm sao bây giờ? Muốn tự tử để lấp nguồn thơ giáo lý, nhưng trên thượng hoàng đã ấn chỉ cho con. Ngày nay sức món hư mòn, con chưa bó sát, con còn đợi ai? Đợi những bậc nhân tài trí thức, đợi những người hiệp lực chung quy, đợi mỗi ai học đúng nhu kỳ, dắt họ đến trường thi thi cử. Đợi ai vậy? Đâu có đợi người hung dữ. Con đợi chờ thầy ban hai chữ từ bi, cho con lòng dạ được ghi, con đừng buồn thảm làm chi chỗ này. Vì tâm của con biết dưng lĩnh Phật rồi dưng lĩnh thầy, cho nên bị chôn nhốt với bùn lầy quá dơ. Tại sao giáo lý thì thơ, thầy bán con dạy rồi trơ trơ không buồn? Biết chứ, con biết phải giả kẻ điên cuồng, đóng sông thấy lục rồi cội nguồn tầm phân. Chứ con thấy loài người nè, anh em nè, mê gió bỏ trăng thầy đèn tim lụng rồi, mê trăng sáng ngời thầy ơi. Đây chúng phải chơi dơ nơi biển ấy. Con quỳ lại bên trong rồi mà, trai gái có tường đâu. Tối ngày cứ tính như câu mâu, nay của tiền bạc rồi mai đâu vàng rồng. Sư phụ ơi, sư phụ ở đâu? Ở trong trong, trên mây trên gió hay trong lòng của con? Hộ cho đạo hạnh được tròn, dù cho sức món hơi mòn không sao. Con sẽ biết chứ, chuyển thiên địa cù lao còn phải sụp, thì hỏi chứ người không tu lặng hộp ở nơi đâu? Kêu mãi hoài thức trắng canh thâu, mà không biết không đáp câu ân đạo đức. Sư phụ ơi, ngày về rồi thôi là tốt bực, còn lắm xuống phàm đời này hơn triệu ức vạn tiền châu. Nhưng người có biết rõ đâu,
mê linh mê khổ rồi mê đâu yêu thằng. Tu phải biết quỷ dân ma yêu quái, để nó nắm linh hồn mình nó lấy làm sao. Kêu thầy ơi trong giấc kim bao, quỷ ma hiện biết bao ngàn bông. Con không sợ đâu vì nghiệp đời không còn, đánh cho nó tan tành ra cho bụi mới yên. Lại cầu hậu thổ hoàng thiên, nữ nhi biên quá nam thiên anh hùng. Con không ngại đâu, giữ chữ hiếu trung, giữ lời của sư phụ tới ngày cùng rồi đi. Lại thầy trong phúc gian nguy, con chờ ai thì cứ nói, chờ chi vậy thầy, chờ những đứa buồn lầy đắng lấp, đã nghèo nàn mà còn gặp nạn gặp tay. Tâm biết tu nhưng bị ma quỷ cản hằng ngày, và tiền của chốn trần ai nghèo khổ. Thầy tìm cách cho trò tu bổ, để ma quỷ sâu hồn nó xuống chỗ bùng nhớ. Canh khuya lắng lặng như thơ, thầy ơi xuất hiện bên bờ độ dân, độ những bậc hiền thần quân tử, độ những đạo hiếu kìa đang gìn giữ chữ A Di, độ người không sai nhiễm việc gì, chỉ lo niệm Phật độ tu mi trong lòng. Chờ ai về Tây An thầy ơi, chờ đồng đạo ngóng trông, đạo hiếu một mà lòng chung thị với nhau. Con kêu réo con biết ba đạo sống vậy, trốn ở đâu nè, ngài đã cho con thấy hết rồi. Biển non kia còn phải lưng nhồi, thì người nơi thế rồi phổi rồi ra cát bụi. Chỉ một chút thôi thì mình đã dung rủi, chỉ một giờ thôi mình vô cái cây củi đó mình nằm. Kêu ai tính dậy đừng lầm, nghe đi bần sĩ rồi tầm đạo tiên. Nghe bần sĩ kêu, kêu hậu thổ hoàng thiên, kêu lên sư phụ vô biên lạnh lùng. Thầy ở đâu? Thầy hộ cho con hiện giờ là mắt không thấy nè, mà còn điên, còn điếc, còn khùng. Hình như việc phàm con bó lại rồi không trung con về. Con không dám cướp lời thầy đâu, mã đáo danh đề, dừng cương chờ đợi rồi lời thề rủi dông. Thầy ơi con chỉ một lòng Tây An, cổ tự trong trong như ngàn. Đức Quỳnh giáo chủ ơi, thầy ở gần hay lại ở xa, về cứu đệ tử nơi sơn hà nguy biên, cứu người khùng khẹo điếc điên, đọc kinh đọc giảng mà vô biên lời thầy. Cũng thơ phú vậy, nhưng khác là khát vọng bí chì, cũng thi thơ giáo đạo giờ này chớ ai chứ thầy buồn. Ba tánh gái trai buồn đốt thiệu cho chết hết, kẻo chẳng ai đừng còn miệng nói thu. Tâm tánh cũng quá giòn, gạt người không biết rồi hiện người không hay. Chứ bây giờ dù ở phương Tây, Phật trời nay chuyển mây xây biết liền. Sư phụ ơi, hộ cho tất cả các bậc tu hiền ngay thầu, hộ cho người đừng bỏ đạo nghe thầy. Ở tại gia sớm sửa chiều xây, ngày làm lụng canh chè nó cơm ao. Thầy hộ cho chúng đi, có nghèo đừng bỏ đạo, ráng theo ngài rồi để vào trong trăng. Còn con cực khổ khó khăn, bầm tay tim ruột con cũng không khăn không ngừa quyết tu tình. Dù cho đời như mưa như bão, con đứng chết chân là người đạo nhờ thầy. Cứu linh hồn con về cảnh phương Tây, đừng có ở chỗ này chi lâu quá. Sau này được rồi con hướng tông bá,
Sư phụ ở cứu mọi người cao cá dương bao. 12 tháng 8 ngày rau Tây An cố tự quá cao tâm đề. Sư phụ ơi, chắc chút nữa thầy đổ con về. Ba ở bên bốn phía chưa chỉnh tề nghiêm nghinh. Họ nói vậy cho họ chưa có đức tin nha thầy nha. Họ nghe hát ca rồi họ ghé họ coi. Ở trong tâm sợ mất vàng thôi, nhưng họ không sợ mất giống nồi đồng chung. Chị mối tên ma đây rồi bắn phụng. Ai đỡ được cho người ắt cũng tiêu tan. Bữa nay con lại rên thang, rên cùng sư phụ không tịnh tan. Kỳ này con xin sám hối đức mẹ, đức thầy, đức ông, đức cậu giờ này ở đâu? Kính lưng xóm tối âu sầu, còn đâu trông nhốt dưới hố sâu bao giờ? Thuyền nhỏ hẹp đang lẩn lơ trên bờ suối, nước sông pha cuồn cuộn sắp trôi đi. Không một người để lại đẩy phổ cứu nguy, làm sao trẻ duy trì thêm được nữa? Sư phụ ơi, lót thì nhìn đây rồi khói lửa, nắng lửa mưa dầu rồi con đứng giữa làm sao? Mưa thì nắng tét mưa gào, mưa cho ngập hết trời đồng bào ở đâu? Dù có trốn dưới hang sâu cũng bị chất độc của thiên nhiên, của tất cả các người nè, đang dùng trí dùng mưu. Thành ra người phải lo tu, tránh qua độc dược rồi mùa thu mình về. Bấy lâu nay đó kẻ sở người tề, bằng sĩ hẹn với quý đạo đó, nó sẽ về chật sân. Nay mai đừng nguyễm cụ nghinh thân, nó về nó lại bái rồi ngó cuồng thân khôn cùng. Ngày trước á, đối với tất cả quá lạnh lùng, con người với nhau mà hiếp nè, mà đáp nè, mà hùng nè, mà khi. Bây giờ chân bước ra đi, trời quay trở lại, mày thì chết queo chứ bây giờ. Nghĩ lại rồi theo, thầy ơi, con ráng con gieo giống từ. Đây sắp tới đó mọi người mới thấy khổ, vì hoa của trời sắp trổ rồi kìa. Ai có căn tiên quả Phật tráng tu, đặng bước đi về đừng ở nữa nơi cái đìa bùn hôi ham. Nếu bữa nay quý vị nào nghe được thông cảm với đức Phật ngài rồi, thì mưa dám đơn say. Tin ngài đặng có chuyến lai, trọn niềm tin tưởng rồi quay lên thuyền. Thầy tổ mình đâu có phải đòi tiền, mà mình đem mình gieo ác thảm nơi miền làm chi? Lại cầu chúng đã khinh khi, nhưng mà ít người tu tịnh thì ngài cũng ghi họ về. Thôi ráng tu tịnh đi quý vị, mã đáo vấn đề dừng cương để kiểm việc rồi đề hoài mới xa. Thầy ơi nơi chốn nam gia, bây giờ lộn xộn kia cà tùm lum. Lớp ma nè, lớp quỷ nè, lớp xấu nè, lớp miệng hùng nè. Rồi hỏi chứ thân nè, yếu ớt nè, đạo làm sao tránh? Nó lọt ở dưới chùm hết trơn. Nếu là tông phái bổ sơn thì là nắm chặt đừng thua hơn nghe trò. Nắm cho chặt để lo tu đạo, để dựng cái cây đại đạo này, để sao nó dạo trong trăng. Dù cho lứa bùa mây văng, không sao đừng sợ sang bằng rồi. Thôi chứ còn người bạc bẽo như dối, thì thấy buồn thảm muốn thả trôi bập bềnh. Nghe sư phụ nói sư phụ rỉ rên, con ơi đây là cốt nhục đừng quên giống nồi. Cứu nó sống đi, để nó nhìn nó thấy đất mới trời mới nè ha, để nó coi. Rồi nó thấy ai là người tiên Phật mà ai giống nồi năm phương.
Ai ngờ chánh chánh đường đường đây rồi trời lộc trong cương rõ ràng. Bần sĩ nói các hàng cư sĩ, chị em anh em ơi ráng tu kỹ để còn. Bà định chung dù bao nhiêu hỡi món ngon vô trong túi trong hòn đạo nhân. Điểm thanh tịnh giờ này thì cần dạng buồn sầu cho cô dân là ai. Đây là có nữ, có nam, có gái, có trai, ông bà, cô bác đêm nay quá mừng. Về lễ của thầy đó thầy, nhưng mắt lệ rưng rưng. Con biết xua đuổi không mừng ở đâu, nhưng mừng trong dạ cánh thâu. Bên ngoài không cho ở đây lâu đâu, thầy sư phụ ơi, ở đây là trốn bùng lầy. Con liều một mình con chết trong cảnh này mà thôi, đừng nên chất thê kéo qua lôi, để cho sư phụ yên ngồi tình tâm. Ngày về rồi đó, mà ngài thấy ở đây quá sai lầm trần gian như thế đó. Rồi ai cầm cái cương, trời còn thấy vậy đáng nghe thương. Nhưng mà lịnh thì phải xử rượu gươm kia phạt trừng. Con cũng biết không có vui, không có được yên mừng. Môn bỏ đi về cho rảnh, đời nơi rừng vẫn quen. Thầy ơi, qua cơn đói cơn nghèo rồi sẽ liệt, ai thay con để bút viết ra thơ. Họ chỉ sưng lên rồi họ đã trơ trơ, làm không được gì, họ đâu có sắc linh. Đêm ở đây giờ này thanh tịnh, con réo kêu ngài, con lắm bệnh nguy nan. Nếu con còn ở trần gian, con lại sư phụ Tây An hộ trì hộ cho con, để chịu lì trong ít nữa. Hộ cho con đi trên khối lửa sông pha, cứu nguy tận thế cả nhà, đem lời lành tánh tốt phổ đà sơn khê, giúp cho họ được biết đường về Tây Phương Phật, giúp cho mọi người đang rặng bậc hùng anh, giúp cho ai đừng có nạnh tranh, tâm yên lặng thâu canh chánh giác. Chớ nếu không bỏ thì họ đang mục nát trong buổi cơ hàng này rồi đục mắt nơi đâu. Tàn cây cố thủ cao sâu, đó là sư phụ rồi âu che người. Con muốn nói lắm chứ, nhưng không được, tâm chưa được vui tươi, làm sao con trả lại cho người nơi mới. Nói ra dẫm đất kêu trời, còn gây thêm tội nay mai bớ trần thôi. Như thế thì thầy hộ độ cho quan dân chút nữa. Đêm tịnh thuyền nè, con mở cửa con rồi, thấy ở bên trong còn quá tanh hôi, còn cồn bãi, còn quỷ lôi ma keo. Thì con cố gắng làm sao cho khéo, bước được một dặm đường rồi con mới kéo ngựa đi. Thầy ơi, gặp lúc gian nguy trong mùa mạc hạ, còn chi cái đời. Hết rồi, hết tâm tánh nè, hết lời dịu ngọt, toàn nói ra cáo bọt sum xê. Hãy mở tiếng ra là không tỉnh để mê, làm sao thoát đặng về nơi Phật tình. Sư phụ ơi, con kêu ba tiếng ngày, con không đi bụi dính, con quyết trở về rồi, thầy tính lại làm sao. Bệnh mình sống búa ba đào, thì là chưa tới thì anh hào bó tay. Xin kính đồng tất cả anh chị em trong ngoài, nếu có nghe được lời này đừng trông nữa. Nếu giờ nào mà bần sĩ còn sống ở đây một chút ở trong cái rừng này thì có thể trao đổi cùng và an ủi. Xin kính khuyên và trăm ngàn lại quý vị, chứ không có nặng lời đâu. Nếu quý vị không tu thì quý vị ráng chịu, mà tu không phải như cái lối cũ nha, mê tín bỏ, cộng cái tín bỏ, chánh tín
chánh định, chánh tư duy, có nghĩa là mình phải chánh đáng. Không nên nói như thế thì mình là người chánh đạo, không nghe tà giáo. Nếu sái lỗ tai bích là liền không nghe, và mình tìm lối thoát đi chỗ khác. Nói như thế, trong nhà mình có một bình tu à, là có nghĩa là có một mình đi gánh giác để nuôi à, mà ta phí hỏng mần nữa. Có nghĩa là một mình tu, mà ta không tu là mình chịu không nổi đâu. Tìm cách, giờ nào không lẽ tối ngày nhốt cuộc mình sao, làm sao bắt buộc được mình. Đó vậy đó, tâm phải có kiên gan, kiên quyết, kiên nhẫn. Thế gì? Còn mình không có kiên, kiên quyết, kiên gan, kiên nhẫn, chịu đựng. Nói như thế thì cây sắt đá bữa được, cây cắt được, người không thể giết được. Nói như thế thì mình mới về Phật được. Còn ở đây không có đâu, khổ lắm. Như quý Phật tử ở đây thì không rồi đó, kiểm diệt đi. Nhưng mà ngoài nữa không biết muôn ngàn Phật tử anh em nào rất tiếc. Rất tiếc cho và rất uổng phí cho một cuộc đời. Vì mình, cái cây mà mình không cắt cành nhỏ đó, thì nó chia ra cành nhỏ, cành to này cái nọ, thì nó không đạt được. Không đạt được. Cho nên vì lẽ đó, mình phải làm bằng cách nào để từng cái cây đó, để lấy cái cành nào mà trái xe quặng đạt được mình đã lấy, còn không thôi. Kể từ đây tất cả các vị cũng phải lựa bạn mà chơi. Lựa nơi mà ở, lựa đường mà đi, chứ không thì quý vị sẽ nhầm. Thì thầy không có bảo đảm, không có nói là thầy sẽ hộ thôi. Thầy đâu có gì đâu hộ. Thầy dìu dắt quý vị chút xíu và chia sớt buồn vui trong cái ngày não nuột này đó. Chứ thầy đâu có làm gì được cho quý vị đâu. Nói gì thế? Thì ở trong ngoài anh em nào tha phương, tha nhân, hay là xa xứ, hay là ở đâu cũng vậy, hồi tưởng lại đi, để quay trở về nha. Quay về Việt Nam, đất mẹ của mình, quay về quê hương để gặp Phật nha. Đó, chứ không phải tầm thường đâu. Bần sĩ có nói dối được, kêu sư phụ đàng hoàng mà. Nếu mà bần sĩ có nói dối là sư phụ không để đâu, trời cũng không để tới ngày hôm nay đâu. Không có nói dối. Nói phải có sắc lĩnh, sắc ứng của trời đất nha. Cho nên phải chịu, nhưng đừng gấp, đừng cầu mong, đừng thấy, đừng thấy. Hiện hình hôm nay cũng vậy, đừng thấy, thấy chi cái sắc thân. Sắc thân có gì đâu mà thấy. Thấy không? Thân tàn mai dại này, nhăn nhô già cả tóc bạc đi, chống gậy rụng rời, thấy để làm gì? Thấy còn mắc ói à? Bắt buồn à? Nó, nếu mà thấy được là thấy trong lòng của mình. Ráng lo tu đi Phật tử đồng đạo ơi, trễ mùa rồi. Mình thấy mình chưa được, mình thấy mình còn lục dục, mình thấy mình còn quá chừng. Tại sao vậy? Tại sao mình tu mà còn vậy? Mình không hổ thẹn, ai hổ thẹn thế mình đây? Ai hổ thẹn thế mình? Cho mình hổ thẹn tự mình đó. Mà người ta khen, ai cũng thích khen. Niêm canh mà không ngọt ta đúng lắm chiều, nhưng mà ngọt quá cũng không được nữa. Ai cũng thích hết, nhưng mà cái thích á, người thích ưa ngọt ngào, còn người ta vừa ngọt thôi. Cho nên Đức Phật mới lấy chữ trung đạo bình đẳng đó quý vị. Cho nên anh em mình phải ráng tu hành. Dạ. Nhưng mà bần sĩ đã biết tu khó lắm. Nói chung là tất cả các bậc, xin lỗi, mấy vị cao tăng trưởng đạo thiền sư cấp bậc đi rồi cũng vậy, hiện giờ còn cũng chưa chắc gì, vì Phật chưa kiểm. Mình trả cho ai, có nghĩa là không biết là phải ráng làm sao. Nhưng mà các ông phải biết các ông, mình phải biết mình. Đây là mình đưa chi tiết thôi, chứ không có dám kết luận là ai nha. Nói vậy, mình phải biết mình sẽ được. Tại sao? Tôi biết tôi sẽ được, vì tôi hành trì theo y dược Phật. Tôi biết tôi chứ không cần ai biết hết. Còn nên mình không biết mình gì. Mình biết mình sao mình để mình nó thôi. Cái cây mà nó lên tốt quá làm sao nó có trái. Nó sung quá nó nuôi cái vậy là làm sao nó có trái. Giữa bậc trung đạo, cái cây mà đừng tốt quá mà đừng xấu quá thì trái sum sê. Đức Phật lấy ngay bậc trung đạo. Có vợ có chồng tôi cũng được vậy, nhưng mà cư sĩ còn nếu xuất gia thì đi đó. Như thế thì nguyện, còn ở nhà cư sĩ mình cứ làm ăn. Cái này không có đâu, đi nói dốc chơi đúng không? Tu mà còn nói dốc á, nói không có là nói dốc rồi. Nói phải có, nói phải làm, nói chết chết sống sống, mà nói đi đi ở ở đó, như vậy đó, một lời thôi. Thì
bên anh chị của bần sĩ nè, anh chị đó nha, bên Hòa Hảo là anh chị của bần sĩ đó, là chú bác cha đó chứ không phải tầm thường đâu. Thì thầy cũng là bần sĩ, cũng là đệ tử của Đức Huynh Giáo Chủ. Nói như thế, một đời một đạo đến ngày chôn thân, một đời đến đời này, rồi một đạo là không cho dính chùa, không cho dính chỗ này, không cho dính chỗ kia gì đó, dính dính chứ, về giặt, thấy không? Đi ra chợ mà có dính quần áo về giặt, giặt không ra lấy xăng, xăng không được lấy cái khác, tì, dính nó dính, phải dính chứ, ha? Cái này không có đâu, một đời một đạo đến ngày chung thân, nói môi mép không à. Anh chị mình ở dưới đó, mà mình có khi mình cũng nói dối nữa, mình cũng công nhận nhưng mà mình rút ra liền, kịp, chuyển binh, rút binh liền, chứ không để giặt nó nuốt. Có nghĩa là như thế. Thì bây giờ đó, xin kính thưa tất cả anh chị của chúng tôi ơi, phải cố gắng cùng tôi. Tôi bước đi được nửa bước rồi, anh chị được hai bước rồi, cho tôi đi theo. Đó như vậy. Thì đừng, đừng ngạo mạn, đừng, đừng cống cao ngạo mạn. Mình chỉ có một thầy thôi nha, mà thầy của quý vị bây giờ là trái tim bất di bất diệt. Cái tâm của mình nè, mình muốn đưa thầy lên non, muốn đưa thầy xuống biển, muốn đưa thầy xuống địa ngục, muốn đưa thầy lên thiên đàng, hay là muốn nghĩ thầy mình đã về nơi Tây Phương Cực Lạc, đã về rồi. Đừng bình luận làm chi uổng quá, sự hy sinh cao cả nghe người. Mình tu hành phải ráng vui tươi, đừng ốp tầm những người dơ dơm. Mặc tình thế hay đời chê gớm, ta tu hành ta trở lại được thôi. Mặc tình ai bạc béo như dối, ta một già rồi ngồi tu tình. Ở trần thế ta đâu có dính, cát bụi đầy không tính không lăn. Chữ định trùng sớm tối chưa thường hằng, không để giả khó khăn chi hết. Thề với Phật đến ngày con chết, không sao đâu đi tới cấp kỳ. Đạo của thầy vô lượng từ bi, tại trò phá đạo thì thất bại. Thầy đâu biểu mình quỵ mình lại, lại làm chi rồi bái lạ lùng. Ở trong tâm không có đại hùng, sao qua biển ngày cùng cứu chung. Bần sĩ nói ngày nay rất đúng, nếu ai nghe hướng dụng ta mừng. Còn bằng không cũng vẫn dưng dưng, lệnh bảo nói thì ta phải nói. Còn tranh chấp nay thầy may giỏi, ta ăn mài mây khói vui chôn. Sáng tới chiều chỉ thấy hoàng hôn, đâu có được linh bồn thờ cận. Chúc quý đạo thiền môn tinh tấn, đạo thành cô dẫn đại bi. Đạo của thầy cao cả từng khi, tại mình kém đạo si tại đó. Mê vàng của còn mê của bó, mê đấu tranh hiểu rõ cơ màu. Nói bên ngoài trong lý cao sâu, không có đạt thầy đâu có chứng. Mở miệng nói là ta cảm ứng, anh chị ơi đứng dừng lại giùm. Nay mấy đây trời đất bao trùm, lớp ma quỷ lớp hùm beo câu xe. Đi không dừng cho nên ta té, đừng đổ thừa ai ghé sô ta. Ở tại gia sáu chữ Di Đà, ngài làm lũng tối về niệm Phật. Đạo ta hứa ta đâu có mất, bậc trung kiên thánh tất tịnh thuyền. Tuy ở đời có phước đủ duyên, không cần mến cần thiền chi nữa.
Đêm thanh tịnh mình nên gội rửa, giờ để chi rồi chưa chưa một bầu. Nghĩa kim bằng đồ đệ cao sâu, đừng bôi bác đừng âu khen tầng. Nơi biên khổ ai ai lỗi lầm, thấy mà thương mà tặng mà thề. Mau tu hành trở lại xứ quê, thầy trở lại bốn bề không biết. Sách văn tự thơ thi thầy viết, để cho mình học đạo lão thông. Mê bạc tiền theo gió cuồng phong, mê kiêu mạn rồi giống rồi bao. Thương anh em ai cùng người đau, mến người tu ta dạo khắp trời. Nói gì giờ anh chị khắp nơi, hiểu sâu lắm tuyệt vời cao cả. Nhưng nợ nơi thế sao không chịu trả, không hành tu sát rã cho hồn tàn. Mình tu rồi sự nghiệp giang sang, đừng can thiệp đừng bàn chi nữa. Ăn cơm Phật một ngày một bữa, sống để tu gội rửa linh hồn. Nay mày đây mất xác tan hồn, anh với chị cùng mình khốn lại. Thầy đã nói đời tàn nguy hại, trở về thôi để giải cho đạo đồng. Về bằng gì? Bằng gió, bằng giông, bằng chân thật của lòng quý vị. Bần sĩ khổ, người đang cuồng trí, lớp ngu si dại dột nô đùa. Không học hành mấy tiết bốn mùa, chữ không biết rồi thua rồi thiệt. Những tâm giả ta nguyện ta viết, câu thi thơ văn tự rõ ràng, gửi kính thăm tất cả xóm làng. Ở trong vậy ngoài kia cũng có, nghe thì để còn không đem bỏ. Không sâu đâu sáng tỏ đã rồi, ở trên trời sao rọi người ơi. Chứng quả gì cho người tại thế, không làm được còn bài mưu kế. Tạm dừng đi đổ lệ trang dầm, đừng xảy rồi mới nói ta lầm. Lầm hoài giấy rồi tầm ai thấy, ruộng ta có sao không trồng cây. Giống như Lai Bồ Tát cận kề, không ráng gieo cứ hãy đề huề. Chờ đắng hướng bao giờ được hưởng, thân già cả ta đâu nghĩ lượng. Tiếng trật đùa hay nói rốt sàng, khang cổ rồi ba tánh lâm than. Cảm chịu đó nhưng càng phải nói, sư phụ ơi con không phải bôi. Ngài tha con kêu gọi chỗ nào, ở bên Tây bên Nhật bên Tàu, nếu nó biết cùng nhau về hết. Con mong đạo nên thôi đoàn kết, thầy hộ cho trong hết cái quân tàn. Ngay bây giờ địa ngục trần gian, giam hãm giết hình tàn hết ráo. Thương anh em đạo trong hòa hậu, cũng một thầy một bản đạo đồng. Đừng nghĩ gì ráng nóng ráng trong, thầy do đó trong lòng mình đó. Nếu dùng trí mở mang sáng tỏ, thì thầy mình ngồi ngó vui cười. Còn bằng không mình lại biến lười, hàm chơi giỡn nhân người hư hoài. Thầy đã nói cuối cùng thầy dạy, bốn quyển kia để lại làm gì. Học mau thành tu tỉnh mau đi, kêu anh chị từng khi tỉnh giấc. Thiền môn đạo nơi miền tỉnh thất, ở tại gia dâu cất trong lòng. Thương chúng sanh bơ bớ đảo đồng, nước Nam Việt là dòng là dông. Thầy đã nói chúng đồng như một,
tại mình chia rường cột nước nhà, Phật gần mình chớ có đâu xa. Thầy trở lại vậy mà tức khắc, thầy thành Phật ngồi tiếng thầy dốc, hiện trên mây kiều đảo rõ ràng. Ngày gần đi thầy gặp lập một làng, để cho đảo nhẹ nhàng tu tịnh. Hôm nay thì thầy cũng kể chuyện, xin tất cả anh em bên Hòa Hảo hay là bên Đạo Phật đừng có buồn nha. Khi mà Tề Thiên đi ra khỏi đó, vẽ cái vòng vậy nè, đó, cho tâm tạng với lại trư bát giới với lại sa tăng sợ quỷ nó vô đó, phải không? Nhưng mà vẽ cái vòng vậy nè, cũng như Đức Huynh Giáo Chủ, sư phụ mình á, đi rồi mà còn lập cái làng Hòa Hảo để cho có cái làng dễ kiểm tra, rồi dễ tu nữa. Ai xuống làng Hòa Hảo cái đạo không mà nha. Nhưng bây giờ mình biết rằng cái thời kỳ mục mạc này đó, thì bần sĩ cũng xin kính thưa và xin lỗi hết tất cả các chị anh em mình đừng buồn. Tại vì ở trong này nó đổ ra nó nói, chứ còn bần sĩ có biết gì đâu. Có là cái quyển này ra mà đọc có đâu đâu nha. Những bốn quyển của sư phụ mà bần sĩ còn chưa đọc được hết nữa. Đọc hơi cái nó nhầm lẫn, nó nhầm lẫn nó không biết gì nên làm sao. Đó như vậy. Cho nên ngay bây giờ thì trong ngày 12 tháng 8 cũng là ngày 18 tháng 5 đấy chứ, của sư phụ. Như vậy thì sư phụ ơi, sư phụ về mà kêu về gấp ngay cũng đâu, đúng ngày giờ rồi, ngày xuất hiện trên mây. Đó, bốn vị tướng lãnh xuất hiện lên. Đức Huynh Giáo Chủ gọi đạo của ngài, đó. Bên Bổ Sơn Kỳ Hương, sư phụ Tây An gọi đạo của Tây An. Đó. Còn bên Đức Di Lạc Bồ Tát thì gọi đạo bên gì đó, ở bên mà tịnh độ ha, ở bên đạo Phật nè. Đó, có lệ lỗi hết trơn. Còn mấy vị kia ở đâu rồi? Về hưu. Rồi ông Phật A Di Đà ông ở đâu? Ông A Di Đà nè, ông ở đâu? Ông ở xứ ông giờ ở đâu? Ông ở Tây Phương không có đâu. Tây Phương là cái công ty của ông đó, mình vô làm công nhân đó nha. Mình về Tây Phương rồi cái mình đi vô rồi mình nhổ cỏ nè, nè, rồi mình tu giờ học đạo có Phật dạy mà. Đó, vậy đó, ổng quay qua, hãy mình về cái ổng quay qua ổng chứng ở đây là người này ổng lãnh về được rồi đó, ổng mừng rồi, hãy vô học đi. Ê, học cái đập bể cái đèn lưu ly cho xuống này. Cho xuống nữa. Chứ không phải mà về cái cảnh đó là cái về mười phương mới có phương một đó nè. Còn phương này phương kia, ông Phật này về phải tu lên ông Phật nữa, ông Phật nữa. Cũng như trung ương của mình á, các cấp á, từ ở địa phương cái người ta làm việc riết cái lên trung ương cái ta thành ông tá, ông tướng, rồi ta thành ông chủ tịch. Thấy không? Còn Phật cũng vậy. Đâu có phải đâu. Tôi tu cái tôi ăn chay cái tôi thành ông Phật. Ông lính mà lính gì? Sư đồng bái, thị quân lục kiến hay là như thế nào? Còn lon này đâu phải nè, tá, tướng nè, này cái nào nó khác hết. Thì Phật cũng vậy. Nói vậy đó, mà về Tây Phương rồi mừng lắm. Bây giờ nước cực lạc, Tây Phương khác nha. Thầy nói là cực lạc khác đó. Trời ơi, đó. Ổng qua, ổng bay qua, ổng đưa tay, ổng chứng rồi đàng hoàng. Có ao sang báo nè, có cầu liễu quê nè, có chim nói pháp rồi ha. Học đạo cái mê chơi, không thèm học. Nhổ cỏ cũng làm biếng luôn nữa. Bị dưới này làm biếng thôi. Mà nhờ sáng, nhờ chút xíu gì đó thì ổng cứu về được đó. Cái bắt đầu đưa xuống nữa. Mà hãy giận quá đạp. Đạp xuống còn khổ nữa đó. Con hãy đưa xuống còn đỡ đó, mà đạp xuống là khổ. Đấy vậy đó. Bữa nay đó, ngày lễ mà chị nó dốc quá à. Ngồi nói gì đâu nghe không có được chị à. Thật sự đó, nói thiệt đó. Ủa, tại sao vậy? Tại sư phụ cho biết mà. Còn mình nói bậy, nói cái tiếng phàm á, thì sư phụ cũng có nói, mình nói con này nó thiệt, ổng cho biết ổng nó không phải một phương đâu. Mình nói nam mô mười phương chư Phật kính trời đó, hay mà giải tới mười phương quá lớn, ôi quá rộng, ôi đất ơi, mười phương lớn. Vậy ổng dẫn tu phương này chuyển qua phương khác này kia nọ, ổng đậu không biết bao nhiêu nè, tiến sĩ thạc sĩ gì đó à, rồi cấp này đại học nó không phải đậu một bằng cấp đâu. Cho là mình tu nha, rồi trên xuống nè, bị đạp đầu xuống nè, đây nè, cho mày xuống, mày trả nợ, mày trả. Chính bần sĩ bị đạp đầu xuống nè, nhưng mà không có đạp mạnh nha, cho xuống đó, biểu xuống đi con.
để cái độ cái một Hạo Ngân này nè, vậy đó. Rồi Hạo Ngân nó hết rồi, tới gì vậy đây hả? Trung mình còn lên bậc trung chút xíu nữa, cái lên thượng Ngân. Trung ít lắm, mau lắm. Hạ này tiêu diệt nè, trung gây dựng, thượng rồi thành. Ngài thượng Ngân mà, trời ơi, chị này chỉ cao thượng quá. Ông đạo này cao thượng lắm, ở láng giềng ông tốt lắm, làm việc gì ông cũng cao cả hơn. Đó là người đó mới đến thượng quân. Trước khi công nó tu lại trời cho tôi sống tới thượng quân, không có đâu, không có. Vậy đó, thấy không? À, thầy nói cũng vui vui với quý vị đó. Phải đậm đà, nói như vậy ha. Thì hôm nay thì thầy cũng xin nhắc một chút nữa. Tu nghiệp đó. Ủa, bữa nay không có đề tài gì hết á. Ngày 12 tháng 8 này, bài môn này là tu nghiệp. Vậy thôi. Thì phải giảng ra, nhắc ra cái nghiệp của mình mới tu. Tai nạn nè, khi không nói bậy nè, nghiệp gì không biết, nghiệp khẩu. Mắt nè, nghiệp mắt. À, sáu cái nhân vật đó, nó quận mình đó. À, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cho nên mình tu mấy cái nghiệp đó đó. Cho nên gọi là tu nghiệp. Ừ, mình tu cái nghiệp của mình đó. Nói vậy, mình tưởng tu cho người ta thôi, nói vậy đó. À, tu cho người ta này, mình tu cho mình. Thì thôi bây giờ mình quay về mình đi. Để soạn bài học đạo, mình tu cho mình rốt ráo nghe chưa. Trọ ngồi đón gió mây mưa, hay là chiều buồn ở chốn sông thưa, đợi chờ tu hết nghiệp đi trò. Để Phật đợi thầy chờ, để đứa con được qua bờ về quê, chứ nghiệp còn quá hỡi nặng nề, kéo lôi mãi mãi khó về Tây Phương. Nghiệp chưa dứt á, đó là mình dọn đường trong sạch, để giải thoát rồi cho. Không có ai cách ai ngăn, nghiệp xưa đã đáng mây dăng, con không thanh toán chưa tròn trắng đâu trò. Phải tu cái nghiệp quả của mình hết. Nói nhiều nè, bớt, nó bậy bớt nè, ngó mách bảo bớt nè, lỗ tai nghe mách nữa nè, thấy không? Mũi hử lưỡi nếm, sáu con ma giặc nó ở trong người. Tu hành mình phải giết từ từ cho xong, giết đi nghiệp lực trong đồng, thì ta mới trở lại non bồng đặng tu. Nghiệp còn đó, đâu trò đâu có được ngao du đâu hả? Nó lôi kéo hoài, phải trả không mòn. Về nhà trả nghiệp đi con, sau này thầy đợi trẻ chốn đài non sơn tần. Ráng trả nghiệp quả, trả lần thì cũng hết. Nhưng đừng có hẹn nha, không nhớ thôi. Trở tới chết cũng còn không có đâu. Mình biết tu sức mỏng hư mòn, nghiệp lực đó nhưng mình làm tròn nó sẽ hết. Ráng tu tịnh đi, mình về đoàn kết nghĩa kim bằng giao kết thân yêu. Nghiệp dương dù ít hay nhiều, do đời kia mình tạo nó kêu đến đời này. Trả cho hết nghiệp đi, thì cũng như mình gỡ chiếc dây, cái dây không có trôi. Thì nơi cảnh thiền môn thầy kêu gọi trò vô, về Tây Phương đi không phải trầm trồ, nơi cảnh ấy trò vô tuyệt đẹp. Trả nghiệp hết đi rồi con dẹp, con trở lại Phật đài rất đẹp rất xinh. Có hoa đua nở tịnh bình, có đài sen bao, có chim linh nói hoài. Nó nói pháp mình nghe đó, tiếng reo rắc bi ai. Có đờn trời đăng khải, có ai hoài núi sông. Hết nghiệp quả đi, từ nơi đó thầy trông, đưa con ra khỏi cây dòng sông ta bà. Tu nghiệp đi, chúng sanh ba tánh, anh chị chú bà, nghiệp còn quá nặng, làm sao ta hại hà mến yêu. Vì muốn đi cái nghiệp nó réo nó kêu, nó dằn nó giật, nó làm tiêu mình rồi. Nghiệp xưa như núi như đồi, mình tu chân chính nó hết rồi không hay. Phải diệt nghiệp mở theo Phật thầy mới được. Phải tu cho khéo cho lành thì nghiệp nó mới tan,
Đừng tu tích tịch tình tan, tu mà bận giỡn không rảnh rang đâu trò. Có ngày cái nghiệp đó, nó xô xuống, mình đi trên cái đò, nó xôn vùi dưới sông biển, rồi âu nó làm gì, nghiệp quan nó kéo nó trì, nhiều đời nhiều kiếp nó không ly mình hoài. Cái nghiệp đó đó mình bị đày nè, thấy không? Cũng do mình gieo nó mới có, mình cài mình cấy lên. Bây giờ thầy dặn đừng quên tu nghiệp đi trò hả, rồi về nền Phật dương. Bây giờ thầy quá mến thương, thấy người quá nghiệp mê nặng, còn dương còn dần. Giờ thưa thầy ơi, con trả không biết bao nhiêu trăm, bao nhiêu lần hạ biên được coi, bao nhiêu kiếp mà cũng dần còn theo. Tại mình xấu đói, sợ nghèo, sợ người chê bới, cho nên mình gieo ác tà. Cho nên đó là cái nghiệp quả nó không cách xa. Mình đừng có sợ thì ma nó không có về. Nghiệp xưa dù có nặng nề, mình tu mình nguyện mình thề dứt ngày. Ráng tu nghiệp nhau không? Ở trong rồi lại ở ngoài. Bà gia bà tánh gái trai kia kìa, còn dương nghiệp mãi canh khuya, còn hùng còn hập còn sớt chia thôi trời. Đó là nghiệp nợ con ơi, làm sao mình dứt được cái đời mình đi. Chứ bây giờ gặp sự gian nguy, ta liều ta bỏ rồi kể chi không lường. Đó thì nghiệp quả nó thấy đó, nó đâu có dấn dương, nó đi chết rồi, buông ra rồi, thôi ta sẽ bỏ nó để chúng tìm đường chúng đi. Nếu ai còn gặp phải gian nguy, ráng tu cho hết nghiệp vậy thì sạch trong. Ngày sau trở lại rừng tông, thầy bơi thầy rước đạo đồng theo sau. Ráng cố gắng không? Ngày kỷ niệm hôm nay của Đức Tê An đó, sư phụ của thầy nè. Như vậy thì đọc lên một chút cho quý vị nghe. Tu nghiệp, nghiệp làm sao đó. Cũng như là mình đừng có gây nữa, mình chết, gần chết rồi còn mình còn nói mày đi thưa đi ta đi hầu cho. Nghiệp gieo cái nghiệp á, còn cái tội là ác. Còn cái này mình có làm tội ác mà mình gây nghiệp, nó vướng hoài, nó vướng mắt vướng tai. Giờ mình thấy người ta cái trời cái cô đó cũng xấu quá, xấu đi cầu quẹt cái nghiệp nhỏ đó. Ê ông cái quan đi ngoài quan đường ngoài này cái nọ, họ cũng nghĩ người ta quẩy. Vậy là cũng cái nghiệp đó. Chứ phải nói đó, thâm thương đâu. Rồi mình chia đồ, hầu như mình mua đó 5kg dưa leo đi cùng 5 người, lợi thêm bắt trái lớn đi, là lấy trái lớn cân giác cho mình gieo cái nghiệp đó. Để mình cân đồng bằng đi đó, vậy đó. Đâu có cái nghiệp, muốn xa nghiệp dễ lắm. Xin kính chúc lành tất cả quý vị tạm ngưng. Đúng ngày mai trong giờ sớm chút, thầy sẽ kể cái nghiệp ra cho quý vị nghe nha. Còn bây giờ thì còn một câu thơ, một câu thơ nhỏ thôi nha. Thầy cũng muốn suy giảm rồi. Đêm thanh tịnh tại rừng buồn thăm, nhìn mây giăng ảm đạm mù sa, cơn mưa rơi nơi chốn ta. Bà chắc cha đã phạt đà con dài, mưa tầm ta rồi mưa ra biển ai, bão giông kìa không có biết chạy trốn đâu. Nơi rừng khuya lòng dạ âu sầu, ta giao mạng cho trời âu định diệt. Ngồi buồn thảm muốn ra thơ để viết, nhưng làm sao viết được trò, vì chữ nghĩa cũng không thông. Trong mưa ngâu gió bớt đừng giông, lòng lạnh buốt nhưng không trong không đời. Nhớ đồng đạo, nhớ anh em quá vơi, nhưng không dám xúc phạm mọi người gì để họ trả quả căng. Lúc hạ nguyên là lúc buồn thảm mây giăng, nhưng mưa cũ tuyết rồi hằng ngừng sao được.
một mình khổ buồn thôi sướt mướt, nhưng gọt lễ hồng quỳ trước linh môn. Sư phụ ơi, con chỉ còn có linh hồn, xác thân thể cũng như bồn chứng hóa ra. Biết nghiệp nợ trong buổi thiền đời nay con đã trả. Mưa ngâu kìa rồi gió đã râm râm, mưa rừng thu mưa mãi không lầm, mưa ríu rít làm cho tâm ngào ngạt, gửi đồng đạo thơ buồn bát ngát. Nếu anh chị ơi ở miền xa rồi cũng ráng giải thoát cho mau. Ở đây chi gặp sóng bủa ba đầu, tay nắm chặt rồi rủ nhau về quê cũ. Đêm thanh tịnh, bão to làm ủ rũ, gây bốn miền mà chưa có biết trụ nơi đâu. Đừng giận ai, đừng mưu mẹo kế sâu, ai cũng hiểu mà ai cũng có câu chân thật. Ai cũng sợ còn, ai cũng sợ mất, ai cũng lo thân, sợ tật, sợ nguyện. Ai kia kiều cũng Phật thánh thần tiên rơi xuống, bể rồi cho nên không được hiền lấy lần. Đêm thanh tịnh thầy làm cố vấn, nói cho tất cả quý trò chứ thầy đâu có ghét bới gì đâu. Đi về rồi đêm khuya vắt canh thâu, dòm qua lại nghỉ âu nơi rừng thầm. Đêm thanh tịnh thì niệm Phật trời trình bẩm, cơn mưa ơi dứt đổ quan dân, con ở đây là chốn rừng thần, đang lặng lẽ tấm thân trơ trọi. Biết xuống thế đắm làm tối làm mọi, để thầy đắp đền trong mây khói ngày qua. Xuống đây là cõi ta bà, làm sao tránh được vì trốn trần gia bùng sinh. Anh chị em ơi, nghe đức thầy rồi nghe bần sĩ ráng tin, tin rồi tu tịnh đặng mình nhìn về quê. Ở đây là chốn sông mê, làm gì thì cũng chết, không được về đâu đâu. Phải tỉnh giấc, đừng âu sầu bi thảm, phải rọi lấy mình để thông cảm cho mình. Làm nửa chi để tâm dạ linh đinh, để mất vía hồn linh mình thất lạc. Đêm thanh tịnh mưa rừng ngào ngạt, bần sĩ ngồi buồn muốn ca hát là gian. Ai ai nghe ta mà lại rên than, ai nghe hát mà xề sang sư liếu. Phải chỉ đạo về đây năm níu, thì thầy ca lực buồn chút xíu rồi đi. Một mình bần sĩ vậy thì sớm chiều lặng lẽ từ bi chốn này. Dọn không thấy hết, thấy cỏ, thấy cây, thấy toàn là cát bụi phủ dây thân tàn. Chứ bần sĩ đâu có thấy của, đâu có thấy vàng, hay là thấy thiên hạ muôn ngàn đi lợi đi qua, hay là thấy quỷ cùng lại thấy ma. Trong mình có quỷ rồi lại có ma, vậy để lo dẹp dọn cái thân này cho trống sạch, để chầu vua mừng chúa ra đời. Đức Phật Dương sắp hiện gấp nơi nơi, kêu bá tánh dậy thời tôn trọng. Về tu đi nghiệp đời đừng cộng, để mừng ngày Giáng sinh của Ngài quá rộng quá sâu. Dù cho anh chị ở đâu, nghe lời bần sĩ rồi hầu rồi vui. Ráng đón tiếp Phật Di Lạc ngôn, không có bụi người. Mừng xưng tân dân thánh đức mình vui khắp làng. Vui rồi ca liễu sơ sang, rủ nhau niệm Phật trên tràng phan sáng ngời. Anh chị em ơi, bần sĩ buồn thảm đôi lời bất tuyệt, nói ra đây kiên quyết làm y.
để sao trở lại vậy thì nơi miền tiên đạo từ bi an nhàn. Không có ai sống ở trần gian mà vui sướng hết. Sáng tới chiều bị vướng phong ba hỏng nói, trong nhà cũng nói người ta mà không nói quỷ nói ma thì nó cũng bao. Khó mà tầm ra chân lý cho người là đạo. Nếu mình được giữ được rồi thì sao vào trong mây. Nhớ ơn đức tổ đức thầy, cùng là chư Phật phúc dây hộ trì. Đầu con đội, vai con mang đấng từ bi, lưng con đang cõng vậy thì là ai? Cộng thầy con đã kệ giấy, để con trả hiếu ngày mai cho thầy. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn đức thầy. Dạy dân mà cứu chúng giờ này hành theo, mặc tình thế khổ nghèo thay kệ con quyết tu bỏ phế cho rồi. Đặng sau này con như thể cát lồi, về quê cũ con ngồi trên tột đình. Nơi dương thể này không ai cầu kình, con không có màng vì không dũng tính nữa chi. Chắp tay niệm Phật từ bi, rừng buồn rau giảng thiếu chi người lành thôi. Giả dạ, thực sư phụ, hôm nay là ngày kỷ niệm. Con không phải khôn lanh, con tâu, con rỗi việc lành dữ kia. Cho dạng dài một giấc canh khuya, cho thầy tỏ rõ rồi dựng tấm bia cho đời. Con quyết tu để trí tuệ sáng ngời, cho minh minh cho tuyệt, dứt cho liệt đời không nguy. Con quyết làm sao dựng chữ từ bi, để cho trần thế họ ghi lưu đời. Con quyết làm sao con thương hết mọi người ơi, nghèo nàn cũng vậy, bệnh tật thời cũng thương. Như thế đó rồi phải đường đường chính chính. Thì tại rừng buồn này nè, một dũng sĩ kiên cường, ở một mình chịu khổ thê lương. Nhưng con đã dừng cương tạm nghỉ, tiếng văn động của thầy không bỏ phí. Con thể một đời ức kỷ giảng tiền châu. Thầy ơi trong lúc canh thâu, thầy về hộ trẻ sáu câu đừng rời. Hộ ba tánh, hộ cái đời này mục mạc. Con ngâm bài thơ đó, sợ gió tạt mưa phong. Bão ở ngoài không có sợ, mà sợ bão trong lòng. Kêu sư phụ thông trong giùm cú cành. Thôi kỳ này còn không so sánh, còn nói giờ thầy rồi đã biến cảnh thiên nhiên. Nguyện cầu hậu thổ hoàng thiên, đừng cho con thấy thầy khiên đầy đường. Khổ tới lắm, thê lương lắm đạo. Tội gì đâu mà thầy còn giáo khúc tao đàn, không ngồi yên tĩnh nghỉ bình an, còn rao giảng cả làng nghe thức tình. Thầy không bảo quý cho cầu kinh, ăn ở cho bằng là dũng tính được thôi. Nếu trò yên tĩnh mà ngồi, thầy mừng vô hạn như trò chó rồi bạc muôn. Ráng cố gắng, mình có cội, có nguồn, có phước đó. Nhớ không? Nè, tìm bạn bè nè. Mình ở, mình chơi để người ta thúc đẩy mình được vinh quy. Tu hành không bạn, kể gì là ngu là dại, không biết chi đường nào. Mình tu phải có bạn, có anh em, có huynh trưởng, có chị, thấy không? Đó, để dìu dắt mình nhau. Con ơi sông bùa ba đào, nhờ ai bây giờ sắp phải trắng tay. Hy sinh dở Phật Như Lai nghe trò, không sao đâu con ăn bữa. Ừ, đó, ăn muối, ăn nước lạnh, nước khó, nuốt vào một chút cũng no bụng rồi. Để cho yên tĩnh mình ngồi, mình theo đạo Thích Dung bồi từ bi. Mau mau giải thoát tu đi, đừng nghĩ chữ gì lai chuyển trong tâm.
bây giờ cũng rao giảng rồi, đây cũng ông Di Đà ra, ông ngồi đây ha. Hay bây giờ quý vị nghỉ nha, thì xin kính chúc lành ở trong và ngoài. Nếu mà tất cả quý vị ở ngoài kia có nghe đó và không có họp hôm nay cũng gặp mặt tất cả đồng đạo thì hoan hỷ. Nhiều khi bằng sĩ cũng có nói hát hay, nhờ có thằng Hề, ráng chờ ráng đợi đừng chê lúc nào đó vậy nha, không đừng có buồn nha, hoan hỷ từ bi. Đặng mà nếu mà từ bi hoan hỷ mà mốt thì hát nữa cho nghe ngâm tiếng hát của Phật. Hồi xưa đức thầy đó đi lên núi đó nghe Phật ca đó, nghe ca nghe hát cái chứ phải tầm thường đâu, có rõ ràng đó. Thôi xin chúc lành quý vị nghỉ nha, khỏe ngon không? Đừng có mơ nhà tôi biết giờ có gì không, gãy đầu không có gì cậy, mình cậy này mình liệm rồi, mình đi rồi nghe không? Phàn có nghe không? Thôi thầy xin chúc đạo bình an mạnh khỏe nha, rồi tiếp tục ngày mai lễ của thầy.